Hello và welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Subway Surfer. Let's go. Let's go. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Postmaster. Let's go. Player one, choose. Play. Đúng không? Xảy ra. Oh my gosh. Ok. Chính chân thôi. Cái này thì tầm khoảng 26. Ông ta ném một con mèo. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba. Hello Slabo. Let's go. Đây là một tựa game 3D rất là hot trong tháng vừa qua. Ok. Rồi, việc đầu tiên thì mình sẽ đi theo quả bóng này. Đây, không biết là dùng để dán những cái tờ gì đây. Ông ta vừa khóa chiếc chìa khóa màu đỏ, sau đó thì ông ta đặt chiếc chìa khóa này ở trên nóc nhà của ông ta. Wow. Ok, let's go. Bây giờ thì mình sẽ đột nhập vào trong ngôi nhà của ông ta. Nhảy lên trên nóc nhà nào. Trên mái nhà nào. Ok. Cho mình rồi, nhanh chóng thôi. Ok, ship đơn tìm với bác. Okay, let's go. Oh my gosh.
Không hiểu sao mình lại bắn tận ra đây, tài thật. Có thể là do tựa game nó bị lỗi nên là vừa mới lên trên cái là bắn xa luôn. Sau đó thì mình sẽ chết một lần. Wow wow. Rồi, đến lại đâu. Đây, ông ta giấu chiếc chìa khóa đỏ trong này. Leo mình. Bây giờ mình sẽ đột nhập luôn vào trong. Ok, mình đã vào trong căn hầm của ông ta. Bây giờ đi tiếp tục bên trong vào. Let's go. Let's go. Chạy thôi. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ 4, Scary Teacher vào đây. Let's go. Chapter 3. Ở phần này thì các bạn sẽ phải đi tìm một nọ muối. Sau đó thì các bạn sẽ hòa lẫn muối với nước. Rồi các bạn sẽ đổ vào đây. Đây từng là hồ nước và mùa đông này thì đóng băng. Ok, let's go. Sis. Rồi, mình sẽ hòa vào đây. Ngồi đây đợi thôi.
Let's go. La 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 la. OK, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Zombie Tsunami. Bật tiếng lên nào. Let's go. Cho một chút, OK. Cái này các bạn làm nhiệm vụ nhá. OK. Tiếp tục, cái này ăn 7, 10 số 7. Cái bộ này không biết có khó không? À, OK. Cũng đơn giản thôi. OK, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Super Hot Dog. Ông ta chạy mất dép luôn. Ô
tường luôn, khủng chân, sợ thật. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Roblox. Big guy. Pokka chapter 3. Let's go. Wow, đây là chapter S. Và đây thì mình sẽ xem những chiếc chìa khóa này họ đã cầm chưa. Cầm hết rồi. Vớ vẩn, khéo lại mở hết cánh cửa rồi. Phần này thì nó dễ hơn các phần kia. Anh chàng này không biết đóng cửa này làm gì. Ở đây cũng đã lấy được chìa khóa màu trắng. Và có thể là ông ta đang đứng ở ngay đây. Đi ngay mà. Không cho ai đi. Wow. Nhưng mà mình vẫn chưa muốn vào. Ông này có vẻ là mua được bộ đồ trang sức rất là đẹp. Những anh chàng này đã mở ra hết rồi. Chuẩn men luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ rử ông ta ra. Để xem ông ta có chạy không. Thì lúc đó thì mình sẽ chạy vào chuồn đi. Ok, ông ta đã bị mắc mưu. Rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Micros. Papa. Anh chàng này đang phá cây cối. Wow. Không những anh ta tuân thủ, anh ta còn cố tình phá luôn cả chiếc biển này. Không những anh ta không tuân thủ nữa. Rồi, mình sẽ lên anh ta. Ta chạy đâu. Let's go. Lên xe này nào. Tiếp tục. Nhân vật đẹp trai đi. Không biết siêu nhân gì đâu. Let's go.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái retail. Time starts. Rồi, chọn luôn xe này nhé. Let's go. Wow, rất là khỏe. Boom. Ok, chọn đôi bom này đi. Ủa, anh ta tự sát luôn. Hai xe giống nhau rồi. Ok. Anh ta đang tiến lên lại gần. Sau đó thì anh ta sẽ làm gì? Boom. May mà không sao. Oh my gosh. Tự sát cùng rồi. Oh my gosh. Wow, anh ta ném có vẻ đau hơn cả mình. Bây giờ xem anh ta sẽ đi đâu. Và anh ta có ăn cái này không? Anh ta không ăn. Thế thì đây sẽ là một show của anh ta. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Sẽ sơ gơi. Chỉ quá đi. Ông ta lại móc vào thân cây. Bóng rồi. Wow, báo hết pin rồi. Găng tay đi. Ok. You was so many. Let me show you, my friend. Wow, một con ma cây. Con này giống như ở trong PVZ. Oh my gosh. What? Help me. Oh my Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo.
14, ok, 14. Lên, let's go. Và thì mình sẽ phải tiêu diệt anh chàng boss này. Anh ta nhìn có vẻ rất là hoành tráng luôn. Cùng. Thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Milocas. Let's go. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Và rất là nhiều bạn trẻ yêu thích tựa game này các bạn nhé. Đây là một tựa game 2D khá là hay. Các bạn có thể download và chơi cùng mình. Ở đây thì có cả chơi online, offline. Hoặc các bạn có thể chơi server riêng của mỗi người. Các bạn đập server mới xong rồi đó thì sẽ chơi server của các bạn. Hoặc có thể các bạn sẽ chơi server của người khác. Ok. Let's go. Và đây là một tựa game sinh tồn. Rồi. Hiện tại thì mình đang xây được một chút nhà rồi. Có một con bò đây. Mình sẽ phá cái tấm gỗ đi. Để xây cho nó bằng. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục đi đào tiếp. Ở đây thì các bạn có thể chế đồ nhá. Ở đây chỗ này là chỗ chế đồ này. Đây các bạn có thể chế đồ thanh kiếm hoặc là cái gì đó. Rất là nhiều cái chế đồ luôn. Và các bạn có thể đào đá. Sau đó thì lại chế đồ bằng đồ đá cho nó khỏe hơn. Rồi mình sẽ dùng cái này để đào cho nhanh. Bò này có thể giết nhau với chú bò được không? Giết đây. Ok. Ở đây là miếng thịt. Các bạn có thể đốt thịt. Sau đó ăn. Đây là da này. Let's go. Ok. Rồi, sau đó các bạn có thể xây. Xây càng cao càng tốt. Wow, ở đây dưới nước luôn. Và cái bậc này để các bạn có thể trèo lên. Sau đó xây cho mình. Thì các bạn xây xong rồi các bạn sẽ sửa lại làm sao cho nó tất cân. Rồi mình sẽ treo lên đây và xây tiếp bậc nữa. Để sau khi các bạn bị con quái thú nào định làm gì các bạn sẽ chạy được và trốn trong này.
tranh quay thú nó sẽ ăn các bạn. Rồi, let's go, chọn lấy tiếp nào. Tiếp tục. Ok. Rồi, và cái này các bạn sẽ phá đi. Đó, cứ như thế. Rồi, ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.